Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải Thì nội dung trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn liên kết cái địa chỉ với AK của dự án AK ở trên cái app Satoshi Mining nha các bạn Thì hiện tại nó cho chúng ta gửi địa chỉ ví nè Đó là thời gian gửi nè từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 nha À, đó là địa chỉ gửi là gửi địa chỉ ví co nha các bạn EVM nha của bạn cho ứng dụng Satoshi này chứ tức là chúng ta gửi cái địa chỉ với MetaMask đó các bạn rồi địa chỉ quý sàn à, giao dịch à, tập trung sẽ không được chấp nhận nha đấy các bạn nào lấy địa chỉ quý sàn là là nó không chấp nhận đâu các bạn rồi và bây giờ các bạn mở cái ứng dụng Satoshi của các bạn lên nha rồi trước khi mà các bạn đó là liên kết đó thì các bạn mở cái ví MetaMask của các bạn lên, các bạn copy cái địa chỉ ví này nè của mạng co nha. Các bạn bấm vào phía bên trên nè, các bạn bấm sổ xuống. Các bạn bấm vào chỗ mạng co nha. Còn bạn nào chưa có mạng co thì các bạn bấm vào cái chỗ thêm mạng nè rồi các bạn à, à, bấm vào chỗ mạng thủ công nè rồi các bạn điền năm cái dòng này nha thì năm cái dòng này mình sẽ để bên dưới phần ghi bình luận các bạn copy các bạn um, đó là dán vào nếu mà các bạn chưa thêm mạng co nha còn nếu mà các bạn có mạng co rồi á thì à, các bạn chọn cho mình phía bên trên nè đây phía bên trên nè các bạn bấm vào các bạn chọn cho mình mạng co nha rồi sau khi có mạng co rồi thì các bạn bấm vào hình hai ô vuông ngay chỗ này cái chỗ cái địa chỉ ví nè các bạn bấm vào copy nha rồi các bạn quay trở lại cái ứng dụng Satoshi của chúng ta nha các bạn rồi thì ở giao diện trang chủ như thế này nè các bạn bấm cho mình vào menu dấu ba gạch nè rồi tại đây các bạn bấm cho mình vào cái ví của các bạn nha đây cái ví các bạn bấm vào rồi các bạn kéo xuống các bạn tìm cái đồng ak của các bạn nha đây là cái đồng ak của mình nè rồi các bạn bấm vào thì tại đây nó hiện lên là liên kết địa chỉ rút nha các bạn các bạn bấm vào cho mình rồi tại đây thì các bạn điền cái địa dán cái địa chỉ ví mà các bạn vừa copy nha. Rồi với lại cái mật khẩu quỹ, mà mật khẩu quỹ là cái mật khẩu rút tiền ở trên ứng dụng Satoshi đó các bạn. Nếu mà các bạn nào chưa có cái mật khẩu quỹ này thì các bạn quay lại nè. Rồi ở tại đây các bạn bấm cho mình vào trang cá nhân là của tôi nè. Rồi các bạn kéo xuống dưới cho mình đây là cái mật khẩu quỹ là cái mật khẩu này nha bạn đây là cái cái mật khẩu đăng nhập nào còn cái mật khẩu quỹ là cái này nè bạn nào chưa có thì các bạn tiến hành đó là lấy cái mật khẩu quỹ là ở đây nha bạn đây cái mật khẩu quỹ là ở đây nè các bạn nè đấy các bạn có thể lấy mật khẩu quỹ ở đây bạn nào quên thì các bạn bấm vào đây để mà lấy mật khẩu quỹ nha thì mật khẩu quỹ cũng nói là trong những lần mà rút tiền trước á mình đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ rồi thì các bạn có thể vào đây để mà lấy cái mật khẩu quỹ nha các bạn rồi thì sau khi mà các bạn có cái mật khẩu quỹ thì các bạn bấm vào menu dấu ba gạch nè, các bạn bấm vào cái phần my wallet nha, rồi các bạn kéo xuống, các bạn tìm cái đồng ak cho mình nha, đây là cái đồng ak nha, các bạn bấm vào, các bạn tiến hành liên kết nha các bạn, rồi tại đây thì chúng ta dán bấm vào đây liên kết nha, rồi các bạn dán cái địa chỉ ví mà mà các bạn vừa copy vào nha các bạn, đây mình đi giữ dán nha, rồi các bạn nhập mật khẩu quỹ vào đây nha, rồi thì sau khi mà các bạn dán địa chỉ ví nè, rồi các bạn đó là nhập mật khẩu quỹ, các bạn bấm vào liên kết nha, bấm vào rồi nó hỏi các bạn là đi chỉ với rút các bạn nào thì các bạn kiểm tra mà lại một lần nữa xem thử có đúng hay không nha rồi các bạn bấm xác nhận. Rồi bây giờ nó gửi cho các bạn một cái mã code về Gmail các bạn chờ một chút các bạn lấy vào Gmail các bạn nhập cái mã code số số vào đây nha. Đây như của mình nó gửi nè 6197730619730. 619730 rồi các bạn bấm confirm nè. Đấy như vậy là mình đã liên kết địa chỉ với rút thành công nha các bạn rồi. À, như vậy là chúng ta liên kết thành công rồi. Chừng nào mà nó cho chúng ta rút á, thì chúng ta vào chúng ta à, tiến hành cờ thôi nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.